Con hả bé sữa? Để chú đốt với tiền nhà quần áo xong rồi con nhờ một những hương linh đến đây dùng nha. Ủa là sao vậy? Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh chào cả nhà. Dạ anh chào cô chú anh chị các bạn cho cô đồng bạn cho người nước. Hai anh em con chúc nhà cô ngày mới luôn vui vẻ và nhiều sức khỏe bình an. Thì hôm nay hai anh em con lại như là hôm qua thì cả nhà cũng đã cũng nghe bé sữa thì đồ ăn nó yếu thì đến ở đây thì nữa thì hai anh em con thì cũng đã làm đồ tương để lên soạn cho bé nó dùng và tất cả những hương linh khác á. Thì còn cái nơi mà cái ông già mà ở trong khu rừng thì do là thời tiết bây giờ thất thường, thử ra là hai anh em con không đi vào trong khu rừng đó được, do là trong đó là rừng rạm, rồi thứ nhất là thứ hai nữa là những con này con kia, mong là cái nhà mình hiểu. Bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu làm nghi thức nha, mình đi thôi cái nhân đây. Thì hai anh em con thì rút ngắn thời gian á, thử ra là không có quay con sắp xếp ra được, cả nhà thấy đó, không biết là có thiếu thốn gì nữa không nữa, thì mong là cái nhà bình luận phía bên dưới nha. Thì con một lát nữa con sẽ nếu mà hữu duyên thì gặp bé đó. Trời ơi anh đã ngược rồi. Thì bây giờ hai anh em con sẽ bắt đầu nghi thức để cho họ dùng nha. Mình đi xin cả nhà. Bé sữa ha, bé sữa. Con đợi một chút xíu nha, một lát nữa chú chọn cúng xong rồi con đến đây dùng nha. Con nó đợi xíu đi. Đợi hai chú một tí. Dội chút. Cái gì vậy? Phỏng tay không à. Ôi ơi, làm hết hồn với ông Du á. Là gì? Cái nó quẹt, nó cháy vô tay. Trời đất ơi. Có quẹt khò đó không Tân? Có quẹt trong túi á. Cái gì? Trong túi này. Trời ơi, nó nói đi. Rồi hết da luôn rồi. Rồi đến đó đi.
anh đưa hồ vẹt khọ coi, nó hư rồi, nó không chịu cháy nữa nè. Dạ anh mợ. Anh tư cầm vào đó. Cây này hơi cong, lát nó cầm vào. Có cây nó không cháy rồi. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Thì hôm nay anh em con đến đây và anh em con có một chút lòng thành với tiền nhà hoặc bánh trái hương nhân nàng. Đây là tấm hành của cô chú anh chị các bạn ở trên vùng mạng muốn giúp là các vị phóng hoạt mạng ở đây nó đủ không còn lạnh lẽo nữa. Tiền lát nó con có đốt với tiền nhà quần áo, mong là các vị nào phóng hoạt mạng ở đây nhờ một chút lòng thành này nha. Thì sau đó là con có bật kinh niệm Phật, thì mong là các vị luôn cố gắng niệm Phật để mau được siêu thoát nha. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Mình đốt với tiền cho họ dùng cái đây rồi mình ra chỗ này cho họ dùng. Có cách nào không ta? Bây giờ đem hai cây này qua bên đây đi anh Tư ơi. Vậy đi, em sợ bị anh đốt vào đó đi, em đốt vào đây. Nào con, chúc con thành luôn. Nào nhận chúc mừng này nha. Con hả bé sữa? Dạ. Để chú đốt với tiền nhà quần áo xong rồi con nhờ một những hương linh đến đây dùng nha. Như chỗ em chưa cháy hay sao?
Đấy còn nữa thôi. Không hơn lát nó đốt tí bên tư ơi, mình ra cho họ dùng đi. Đây. Đi ra ngoài.
Bây giờ kêu gì ông ơi? Không có đến ngồi gần được. Anh ở đây đi hay là sao? Hello. Nãy giờ con dùng bữa tiệc như thế nào rồi? Ừ.
con thấy đồ ăn như vậy rồi, những hương linh giống hệt con như vậy đó, họ có nhận được không? Giấy tiền nè, đồ ăn, cháo rồi đó, bánh nữa. Thì đó, tại do là ở trong núi mà đâu phải mà ở dưới nó dùng cạn mình đâu, lên đó rồi mưa gió nè, rồi sợ con này con kia nữa, mình đâu lên đó được đâu. Ủa cái gì vậy? Chú ơi, bây giờ con phải đi về rồi. Hai chú hiểu rồi. Mình đốt hai giấy tiền xong rồi mình ra anh Tư ơi, tại nhang sắp tàn rồi. Quẹt cái hết anh Tư, hồi quẹt đâu lấy lộn cái son hoài, cái son mua tặng gà vậy, để vậy. Cái bữa của vợ không đem về hả? Còn sót trống kìa. Là sao? Còn sót bữa sót rồi hả? Ủa không đem về, càng mắc quá. Còn nhá. Không tư? Còn. Em về mấy cái cây này. Cháy nhanh đi ông ơi, cho họ dùng. Ôi. Ủa là sao vậy? Ủa là sao vậy? Đây. Em ơi, lấy mấy cái này lên chỉ vậy. Xin chào. Đi tranh thủ ra anh Tư ơi. Con quay cho cả nhà xem. Thôi là em để nguyên chùm ta. Vừa nhỏ mấy cái đèn cày lên, anh cũng thấy phải không?
thôi, không hiểu nguyên nhân gì đâu. Mình đốt cho họ xong cái đi. Mình cháy hết rồi. Chào cả nhà anh Tư ơi. Thì cả nhà, hai anh em con chúc cả nhà ngủ ngon nha. Hẹn lại cả nhà trong những clip tiếp theo. Bye bye cả nhà.